Family and Friends, Special Edition, Grade 5 Student. Grammar. How much? How many? Many, much, lots of, some, any. Hôm nay bài ngữ pháp của chúng ta nói đến rất nhiều từ. Và trong đó sẽ có rất nhiều ví dụ minh họa, cũng như là giải thích rõ để cho các em hiểu được khi áp dụng làm bài tập. Tuy nhiên, để dễ dàng quan sát, thầy sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, thầy sẽ nói về how much và how many. Phần thứ hai, thầy sẽ nói đến many, much và lots of. Và phần cuối cùng, thầy sẽ nói đến some và any. Các em cùng lắng nghe và quan sát nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến how much và how many sẽ được sử dụng như thế nào trong câu khi áp dụng làm bài tập. Đầu tiên, các em cùng thầy quay trở lại bài học cũ nhé. How much money do you have? $5. How many magazines do you have already? 100. How much money do you have? $5. How many magazines do you have already? Hundreds. Chúng ta có thể thấy hai câu vừa rồi xuất hiện trong bài hội thoại. Có how much và how many. Bây giờ chúng ta cùng quan sát trên màn hình những yếu tố quan trọng của bài hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại how much money và how many magazines. Các em chú ý danh từ đứng phía sau. Money, magazines. Như chúng ta biết, money là một danh từ không đếm. Magazine là một danh từ đếm được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát uncountable noun và countable noun trên màn hình để tìm hiểu lại khái niệm thế nào là danh từ không đếm, thế nào là danh từ đếm được. Như các em có thể quan sát, thầy chia màn hình ra và bên tay trái của thầy là uncountable noun, bên phải là countable noun để phân định rõ hai loại danh từ này khi chúng ta áp dụng làm bài tập. Các em cùng quan sát nhé. Các em cùng quan sát lên màn hình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại những danh từ mà chúng ta đã học qua. Trong đó có những danh từ đếm được và có những danh từ không đếm. Bread, coffee, meat, cheese, butter, milk, orange juice, cereal, oil, fish sauce, rice, honey, water. Trên màn hình các em thấy đây là những danh từ nói về những đồ ăn thức uống mà nó thuộc danh từ không đếm. Bây giờ chúng ta cùng qua cột danh từ đếm được. Sandwich, hamburger, sausage, apple, tomato, banana, melon, egg, carrot, cookie, potato. Ở đây các em thấy bánh mì khi làm một ổ bánh mì thông thường hay là những lát bánh mì không có gì hết thì nó đều là bread. Nhưng khi đã được kẹp thịt và các rau củ này kia bên trong thì nó lại trở thành đếm được sandwich. Các em lưu ý ở đây để nắm. Thứ nhất, danh từ đếm được là danh từ có thể đi với các số đếm mà khi chúng ta dịch ra tiếng Việt nghe thấy rất hợp lý. Thầy lấy ví dụ
One banana, two bananas, three bananas. Một trái chuối, hai trái chuối, ba trái chuối. Nhưng những danh từ không đếm thì chúng ta không thể nào gắn con số liền với danh từ đó được. Ví dụ, không ai nói là one milk, two milk, three milk. Mà khi người ta muốn đếm, người ta phải gắn một cái đơn vị đo lường vô thì người ta mới đếm được. Và cái đơn vị đo lường này các em đã được học ở các bài trước rồi. One glass of milk, two glasses of milk. À, các em đã được học rồi, thầy không nhắc lại nữa. Ở đây thầy muốn nhấn mạnh để xác định được danh từ đếm được và danh từ không đếm. Chúng ta sẽ lấy một con số gắn vào trước danh từ đó. Sau đó dịch qua tiếng Việt, chúng ta thấy hợp lý thì nó là danh từ đếm được. Còn nếu thấy vô lý thì nó là danh từ không đếm. Một điều nữa thầy nhắc các em luôn, đối với bánh mì, người ta nói rằng nó là danh từ không đếm, nhưng chúng ta vẫn cứ nhầm tưởng nó là danh từ đếm được. Và chúng ta nói rằng một ổ bánh mì, hai ổ bánh mì, ba ổ bánh mì. Nhưng thực chất chữ ổ đó chính là đơn vị đo lường cho bánh mì. Hay là lát bánh mì, lát chính là đơn vị đo lường. Một lát, hai lát, ba lát. Các em lưu ý điều này nhé. Đây là những danh từ mà chúng ta đã học ở bài trước khi nói về sân bay. Ở đây chúng ta quan sát có thể thấy được luggage, hành lý, money, tiền, time, thời gian, food, thức ăn là những danh từ không đếm. Tiền là danh từ không đếm được, nhưng bản chất tiền là đếm được. Chúng ta không đếm chữ tiền, mà chúng ta thường đếm các đơn vị của tiền. Ví dụ như dollar, hay là đồng, hay là yên. Đó, thì chúng ta biết đó chính là những cái đơn vị của tiền. Còn time, thời gian, không ai đếm one time, two time, mà người ta lại đếm đơn vị đo của thời gian. Mà đơn vị đo của thời gian gồm có gì? Foot, minute, giây, second, tiếng, hour. Các em lưu ý nhé. Và bên cột danh từ đếm được thì chúng ta có những từ passenger, passport, newspaper, shop. Các từ này các em đã học qua rồi, nên thầy chỉ muốn nhắc nhở các em chúng ta phải phân biệt được danh từ đếm được và danh từ không đếm, để khi chúng ta áp dụng những từ mà hôm nay chúng ta học vào viết câu sao cho chính xác. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn sử dụng how much. How much đi kèm theo sau sẽ là một danh từ không đếm. Và ở phía sau mẫu câu, chúng ta có thể sử dụng được với do this cộng với chủ ngữ cộng have để hỏi xem một người nào đó, một đối tượng nào đó có bao nhiêu. Hoặc chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu is there để hỏi xem có bao nhiêu ở một vị trí nào đó. Và đây chính là mẫu câu các em cần ghi nhớ khi sử dụng how much trong câu. Chúng ta cùng quan sát. How much milk does Aunt have? How much milk does Aunt have? She has three cartons of milk. Ở đây các em thấy câu hỏi đặt ra là Aunt có bao nhiêu sữa? Và câu trả lời thì các em cũng ngạc nhiên vì thấy xuất hiện three là ba, đúng không? Nhưng thực chất thầy đang đếm cái đơn vị đo lường đựng sữa, đó là carton. Three cartons of milk, chứ thầy không có đếm three milk. Các em lưu ý nha. Và người ta cũng có thể trả lời gọn lại là she has three cartons.
Một ví dụ khác các em cùng theo dõi. How much milk is there in the fridge? There is one carton. Lúc này chúng ta thấy trong tủ lạnh, người ta đặt ra câu hỏi là có bao nhiêu sữa ở trong tủ lạnh? Thì chúng ta thấy là có một hộp thôi. Thì câu trả lời sẽ là there is one carton. Và bây giờ chúng ta thấy tủ lạnh đã thay đổi. Lúc này có 3 chai sữa. À, thì người ta sẽ trả lời là there are 3 bottles. Các em chú ý nhé, how much sẽ đi với lại is there. Còn khi trả lời, tùy vào số ít hay số nhiều mà chúng ta có thể sử dụng there is dành cho số ít và there dành cho số nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần kế tiếp, đó là hướng dẫn sử dụng how many ở trong câu. How many sẽ đi theo sau là một danh từ đếm được. Và các em lưu ý nha, danh từ đếm được này luôn luôn ở hình thức số nhiều. Nó thêm s hoặc là thêm es, hoặc là với những cái danh từ bất quy tắc mà thầy đã hướng dẫn các em ở các bài trước á, thì nó sẽ không biến đổi. Và theo sau, nó cũng có thể đi với lại hai cấu trúc do, does cộng chủ ngữ cộng với have, dùng để hỏi đối tượng nào đó có bao nhiêu, hoặc là are there, có nghĩa là có bao nhiêu ở một vị trí nào đó. Và đây chính là mẫu câu các em cần ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay. Các em cùng quan sát ví dụ minh họa. How many cats does Lynn have? How many cats does Lynn have? She has 4 cats. Lynn có bao nhiêu con mèo? Cô ta có 4 con mèo. Câu trả lời là she has 4 cats. Và người ta cũng có thể trả lời ngắn gọn lại là she has 4. Một trường hợp khác chúng ta cùng quan sát. How many people are there in Lam's family? How many people are there in Lam's family? There are 8 people. Có bao nhiêu người ở trong gia đình của Lam? Có 8 người. Ở đây chúng ta thấy people là danh từ bất quy tắc. Bản thân nó là biến đổi từ chữ person. Do đó, people là số nhiều của person. Và ngoài ra, câu trả lời người ta còn có thể trả lời gọn lại là there are 8, không có lặp lại danh từ ở câu hỏi. Now, come to next section. Chúng ta bước qua phần kế tiếp, đó là much, many và lots of. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung để nắm được cách sử dụng của much, many và lots of trong câu nhé. Bây giờ các em cùng quan sát và lắng nghe thầy hướng dẫn cách sử dụng much và many ở trong câu. Đầu tiên thầy nhắc lại cho các em nhớ much đi với danh từ không đếm và many đi với danh từ đếm được ở hình thức số nhiều. Các em ghi nhớ điều này để làm bài tập cho đúng. Còn bây giờ các em cùng quan sát trên màn hình các ví dụ minh họa. Tom doesn't have much money. Tom không có nhiều tiền. Sue doesn't have many toys. Sue không có nhiều đồ chơi. Mr. Lum has much luggage. Ông Lum có nhiều hành lý.
My hands many apples. My có nhiều táo. Ở đây hai câu đầu chúng ta thấy much và many được sử dụng trong câu phủ định để nhấn mạnh rằng ai đó có một số lượng đối tượng nhưng không nhiều. Còn hai câu sau thì người ta nói rằng có nhiều cái gì đó. Nhưng thực tế trong câu xác định, ngoài việc dùng much và many, người ta thường dùng lots of nhiều hơn. Các em chú ý nhé. Mời các em cùng theo dõi phần hướng dẫn sử dụng lots of. Lots of có nghĩa là nhiều. Và khi chúng ta viết câu thì chúng ta biết một hình thức khác của lots of chính là a lot of. Và lots of thì vừa sử dụng cho danh từ đếm được mà vừa sử dụng được cho danh từ không đếm luôn. Và khi nó đi với cả hai như vậy thì có một điểm các em cần lưu ý. Đó là khi nó đi với danh từ đếm được thì nó sẽ ở hình thức số nhiều. Còn nó đi với danh từ không đếm thì là luôn luôn nó không biến đổi gì cả. Các em cùng theo dõi các ví dụ trên màn hình. Sue has lots of books. Sue có nhiều sách. They have lots of bread. Họ có nhiều bánh mì. My little sister ate lots of honey. Em gái bé nhỏ của tôi đã ăn thật nhiều mật ong. The monkey has lots of bananas. Con khỉ có thật nhiều chuối. Now, let's come to the last section today. Talk about some and any. Hôm nay chúng ta đến với mục cuối cùng, đó là some và any sử dụng trong câu như thế nào. Các em cùng theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát để xem cách sử dụng của some và any ở trong câu nhé. Về hình thức thì some và any sẽ đi cả với danh từ đếm được ở hình thức số nhiều. Và ngoài ra nó còn có thể đi được với cả danh từ không đếm được nữa, các em nhé. Và đây chính là điểm cần ghi nhớ. Điểm thứ hai đó là some được sử dụng ở thể xác định. Any được sử dụng ở thể phủ định và dạng câu hỏi. Các em chú ý nhé. Some x some milk some x some milk. Đối với các danh từ đếm được thì chữ some chúng ta sẽ thường dịch qua tiếng Việt nghĩa là một vài hay là một số. Ví dụ như ở đây thầy dịch some x tức là một vài quả trứng hay là một số quả trứng. Và đối với các danh từ không đếm thì some lúc đó mình sẽ dịch là một chút hay là một ít. Ví dụ như ở đây thầy dịch some nghĩa là một chút sữa hay là một ít sữa thì nghe nó sẽ hợp lý hơn. Các em lưu ý nhé. Any x. Any milk. Đối với any thì có hai cách dịch. Đối với câu phủ định thì chúng ta sẽ dịch cuối câu là chữ nào cả. Thầy lấy ví dụ như là chẳng có quả trứng nào trong tủ lạnh cả. Hay là chẳng có quả trứng nào cả. Còn ví dụ như ở dưới any milk mình sẽ dịch như sao? Chẳng có chút sữa nào cả. Đó. Còn bây giờ câu hỏi thì mình sẽ dịch any là nào không? Có quả trứng nào không? Có chút sữa nào không? Đó. Các em lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy lại trường hợp ví dụ hồi nãy của some. Đó là some x.
để dễ dàng quan sát some xuất hiện trong câu như thế nào. Các em cùng theo dõi các ví dụ sau đây. Sue bought some eggs in the store. Sue đã mua một vài quả trứng ở trong cửa hàng. There are some eggs on the shelf. Có một vài quả trứng ở trên kệ. Vậy qua hai ví dụ này, để thể hiện cho phần bài giảng vừa rồi của thầy là thầy đã nói some được sử dụng ở thể xác định trong câu. Các em chú ý nhé. Would you like some eggs? Bạn dùng một vài quả trứng nhé. Đây là một mẫu câu chúng ta đã từng được học qua rồi. Đó là mẫu câu mời mọc ai đó. Vậy với mẫu câu would you like, chúng ta phải dùng some. Chúng ta không dùng any. Và nó chính là hình thức câu hỏi. Và đây là điểm ngoại lệ các em cần lưu ý để làm bài cho đúng nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quan sát any sử dụng trong câu như thế nào. Như ở slide trước, thầy có nói any được sử dụng ở thể phủ định, tức là có chữ not á, và dạng nghi vấn câu hỏi. Thì bây giờ các em quan sát trên màn hình để nhìn thấy any xuất hiện trong câu như thế nào. Sue didn't buy any milk in the store. Sue đã chẳng mua chút sữa nào trong cửa hàng cả. There isn't any milk in the fridge. Chẳng có chút sữa nào trong tủ lạnh cả. Does Tom have any milk in the lunchbox? Tom có chút sữa nào ở trong cái hộp ăn trưa của anh ấy không? Is there any milk in the bottle? Có chút sữa nào ở trong chai không vậy? Qua quan sát trên màn hình, các em có thể thấy hai câu trên để minh họa cho any nằm trong thể phủ định. Và hai câu dưới minh họa cho any nằm trong dạng câu hỏi. Các em chú ý nhé. Now, open your student book, page 75. Exercise number 3. Write how many, how much. Listen to my explanation carefully. Các em cùng mở sách ra bài số 3 trang số 75. Lắng nghe phần hướng dẫn của thầy. Ở bài này người ta yêu cầu chúng ta điền how many hoặc là how much vào chỗ trống. Để điền được thì các em có thể quan sát danh từ đứng đằng sau, xem coi đó là danh từ đếm được hay là danh từ không đếm. Nếu chúng ta thấy hình thức S hoặc ES xuất hiện thì chúng ta biết rằng đó là danh từ đếm được. Thì chúng ta sẽ sử dụng how many. Còn nếu như chúng ta nhìn thấy danh từ mà chúng ta không thấy S hoặc ES thì chúng ta khoan quyết định vội đó là danh từ không đếm, mà chúng ta phải xem lại nghĩa để xác định đó là danh từ đếm được hay không đếm. Nếu đó là danh từ không đếm thì chúng ta sẽ sử dụng how much. Exercise number 4, page 75. Point and say. Lots of, much, many, any. Ở bài này chúng ta sẽ có một phần thực hành nói nhìn vào tranh để sử dụng lots of, much, many và any ở trong câu. Thầy nhắc lại, lots of sử dụng trong câu xác định để nói đến ai đó có một số lượng đối tượng nhiều. Much và many dùng trong câu phủ định để nói đến ai đó có số lượng nào nhưng không nhiều. Và cuối cùng là any trong trường hợp này sẽ sử dụng trong câu phủ định để nói đến một người nào đó
không có một chút xíu gì cả. Vậy theo quan sát từ hình số 1 đến hình số 5 thì chúng ta có thể nhận thấy dấu check là tượng trưng cho thể xác định, dấu X là tượng trưng cho thể phủ định. Chúng ta có thể nhìn vào hình số 1 thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra rằng câu ví dụ đã được đưa ở bên dưới. She doesn't have much luggage. Cô ấy không có nhiều hành lý. Câu số 2, các em thấy dấu check và các em nhìn vô hình, các em cũng có thể nhìn thấy, biết được nó sẽ dùng với lại lots of. Hình số 3, tương tự, thể xác định, dùng với lots of. Hình số 4 là thể phủ định. Và ở đây chúng ta quan sát thật kỹ, sử dụng với any, bởi vì anh ta không có tiền chứ không phải là không có nhiều. Các em lưu ý nhé. Và hình số 5 là thể phủ định, sử dụng với lại many, không có nhiều. Các em lưu ý nha. Đó là phần hướng dẫn của thầy. Exercise number 2, page 69. Read the conversation between Hua and her friend Quang about a trip to his grandparents' house. Choose the best answer. Ở bài số 2 này là một bài hội thoại dưới hình thức tách ra từng phần, mà mỗi phần như vậy là gồm các câu hỏi và câu trả lời. Và chúng ta quan sát thật kỹ câu hỏi để chọn ra câu trả lời hợp lý. Ở câu số 1 là ví dụ người ta đã làm rồi, chúng ta cùng xem xét và phân tích. How much luggage do you have, Quang? Bạn có bao nhiêu hành lý vậy, Quang? Ở đây chúng ta thấy luggage đi với how much, vì vậy luggage là danh từ không đếm. Cho nên ở câu A và câu C, người ta có đề cập đến luggage đi với many. Không chính xác, vì vậy câu B là câu trả lời đúng. I don't have much luggage. Tương tự câu số 2. It will be hot. How many t-shirts did you pack? Trời sẽ nóng lắm đó. Bạn đã gói bao nhiêu chiếc áo thun rồi? Number 3. How much money do you have? Bạn có bao nhiêu tiền? Number 4. Well, how many presents did you buy for your family? Bạn đã mua bao nhiêu món quà cho gia đình bạn vậy? Number 5. It's a long trip. How many magazines do you have? Đó là một chuyến đi dài. Bạn có bao nhiêu cuốn tạp chí? And number 6. How much food do you have? Bạn có bao nhiêu đồ ăn? Ở bài này, quan trọng các em chú ý danh từ đếm được và không đếm được để chọn ra câu trả lời hợp lý các em nhé. Exercise number 3. Write much, many, lots of. Ở bài này người ta yêu cầu chúng ta điền 3 từ này vào đoạn văn bên dưới. Chúng ta cùng quan sát và dịch nghĩa để xem từng tình huống mà chúng ta sẽ điền vào cho hợp lý. Bây giờ thầy sẽ dịch sơ qua bài này để các em nắm ý. Quick, says dad. Nhanh lên, bố nói. We don't have much time. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. We all pick up our bags. Tất cả chúng ta phải mang túi đồ của chúng ta lên đi nào. We have luggage. There are some carts, but you need money to use them. Có một vài cái xe đẩy đó, nhưng mà các con cần tiền để sử dụng chúng. Dad looks in his pocket. Và bố nhìn vào túi. I don't have money, he says. Luckily, mom has money. May quá, mẹ có. Rồi chúng ta suy nghĩ nha. Then we run to the departure gate. Rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái cổng của khu đi nhé. When we get there, khi chúng ta tới đó, there aren't passengers. Có chấm chấm hành khách. A man says, và một người đàn ông nói, sorry, flight A387 is late.
Xin lỗi, chuyến bay A387 trễ. Đó là nội dung của đoạn văn, và các em xem tình huống để điền vào cho hợp lý nhé. Exercise number 1. Write some or any. Page 70. Ở bài này, chúng ta sẽ xem một cái đoạn hội thoại ngắn về mua bán ở trong một cửa hàng. Vậy, để làm gì chúng ta có thể điền some và any vào? Thầy nhắc lại, some sử dụng với cả danh từ đếm được và không đếm được. Any cũng vậy. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nhớ lại rằng some sẽ ở thể xác định, còn any sẽ ở thể phủ định và nghi vấn. Các em nhớ chưa? Rồi, đó là những gì thầy nhắc lại để các em dựa vào bài và các em làm cho đúng. Bài học đến đây là kết thúc. Goodbye, see you next lesson.